Hai, xin chào thưa các bác. Em đi view cho các cái mẫu điều hòa Panasonic nhé. Thì em đi nay mới làm được đây. Con này Bala máy 9.000 này các bác. Con này Bala máy 9.000. Con này sản xuất 2012 các bác nhé. Nó là con mã là 22 CF. Đây, 2012. Nên chung cái mã 2012 nhằm chắc còn ít. Con điện 100V các bác. Điện 100V. Chạy 600W. 660. Đấy, 660W. Đấy, 660W các bác nhá. Điện 100V. Đây. Cục nóng của nó cũng như vậy, 2222. Nặng có 19 cân. Ga 410. Các bạn, ga 410. Máy 9.000. Máy 9.000. Như con máy 9.000 này đủ đồ. Bắt đưng điều khiển cục đổi nguồn từ 220 mà xuống 100V. Thì bán các bác có giá là 4 triệu rưỡi các bác nhá. 4 triệu rưỡi. Máy 9.000. Đời 2012. Các bác nhá. Đấy, một con Bala máy 9.000. Đời 2012. Với giá là 4 triệu rưỡi. Inverter tiết kiệm điện 2 chiều. Nóng lạnh. Cực kỳ tiết kiệm điện luôn. Đó, con thứ nhất. Con thứ hai. Con thứ hai là con Vít các bác. Con Vít máy cũng máy 9.000. Có eco là Villalo. Lâng lia dọn dàng, full tính năng. Đấy, con máy này. Đời sản xuất 2012. Đây, cũng 2012 các bạn. Mặt lạnh nó nặng 12 kg. 650W. Đấy. Chạy cực trâu luôn, con này cực trâu. Máy nó cũng là máy 9.000 nhưng nó hàng full tính năng. Cục nóng cũng mã là như vậy nhá. Cục này khá lớn luôn. Điện 100V. 1,13 kg ga 410. Cục nóng có nặng 30 kg các bạn, nặng 30 kg. Con này nặng có 19. Con này nặng hẳn 30. Hơn đến 11 cân. Đấy, 11 cân. Khá là đẹp, con này khá là đẹp luôn. Con này full tính năng. Eco Lavi Lalo, lâng lia dọn dàn. Full tính năng. Con này full tính năng. Đấy. Dàn thì khá là đẹp, dàn xinh ngắt luôn. Đấy, máy 9.000 nhưng full tính năng. Full đồ, cả cục đổi nguồn. Thì con này với giá là 6 triệu các bác nhá. Đấy, giá 6 triệu. Con này full tính năng, full đồ, giá 6 triệu. Bắt nâng cục đổi nguồn, các thứ đầy đủ cả. Với giá 6 triệu các bác nhá. Đây, em có hai mẫu. Một mẫu Bala, hàng thông thường, inverter tiết kiệm điện 2 chiều. Với giá là 4 triệu rưỡi cả cục đổi nguồn. Một quan là giá 6 triệu là full tính năng. Eco Lavi Lalo lâng niu dọn dàng các bác nhá. Đều sản xuất 2012 cả. Đấy, các bác cần inbox chưa? Đấy, hoặc điện thoại trực tiếp em, số điện thoại là 0961519122 các bác nhá. Với còn hai con máy 9.000 này. Đây, máy thì đang rất nhiều dọn đây. Nói chung khi nào xong thì con nào em lại review cho bác xem. Đấy, cảm ơn các bác đã xem video của em. Ok.